Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Sách Nói Minh Triết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị mức án tử hình. Viện Kiểm sát cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội. Cơ quan công tố đánh giá bà Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, nên cần có hình phạt nghiêm loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Sau 2 tuần xét xử, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Các bị cáo nhận tội trừ bà Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết để có nguồn vốn lớn, phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên, cũng như việc liên tục đầu tư, mua các dự án bất động sản. Trương Mỹ Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối điều hành toàn bộ các hoạt động của SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Từ trước thời điểm hợp nhất, Trương Mỹ Lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của 3 ngân hàng. Sau khi hợp nhất, bà Lan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,5%. Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của bà Lan, vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao từ 200 đến 500 triệu đồng trên một tháng, tặng thưởng Tết, cổ phần SCB, để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối và điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt. Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác nhau, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân để rút được tiền từ SCB. Trương Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín giữ vai trò chủ chốt tại ngân hàng SCB và tập đoàn để chỉ đạo các đối tượng tại ngân hàng SCB. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân câu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với công ty thẩm định giá triển khai rút tiền từ SCB. Bà Lan còn chỉ đạo thành lập các công ty ma, rồi tìm thuê người đứng tên đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Các công ty ma và cá nhân được thuê nhờ đứng tên ngày càng nhiều thêm để phục vụ cho mục đích rút tiền từ ngân hàng SCB của Trương Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng gồm 440 cá nhân và 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên để che giấu hành vi phạm tội. Khi bị thanh tra kiểm tra, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh tra kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Cơ quan công tố đánh giá trừ bà Trương Mỹ Lan, các bị cáo tại tòa đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Hậu quả gây thiệt hại cho SCB là hơn 49.800 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo khác đã có đủ cơ sở để xác định bị cáo Lan đã phạm vào 3 tội như cáo trạng quy kết. Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa, bà Lan cũng tự nguyện dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại. Song cơ quan công tố đánh giá bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm khắc
loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Vậy những ai bị đề nghị cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội? Quá trình đề nghị mức án, cơ quan công tố xem xét mức độ hành vi phạm tội, thái độ khai báo, thành khẩn ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo. Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo tại SCB có vai trò giúp sức tích cực để bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB. Cơ quan công tố cho rằng một số bị cáo như Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn cần có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Đối với bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 10.088 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo đã ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả, thiệt hại. Song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc với bị cáo. Đối với các bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Thyssen, Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo này thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, giúp sức tích cực cho cơ quan điều tra, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt. Trong quá trình lượng hình, thủ đoạn phạm tội của cựu cục trưởng cục thanh tra rất tinh vi. Với ông Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, cơ quan công tố nhận định bị cáo đã giúp sức vợ mình là bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, ông Cơ ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho các công tác xã hội. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ, tránh trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát đánh giá bà Nhàn trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra, nhưng đã nhận tiền từ bà Trương Mỹ Lan thông qua ông Võ Tấn Hoàng Văn để bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Bị cáo Nhàn đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới chỉnh sửa kết luận thanh tra, dẫn tới việc không ngăn chặn kịp thời sai phạm của SCB. Bị cáo Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, quá trình công tác chưa có sai phạm. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Song thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo rất tinh vi. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi của bà Nhàn gây bức xúc trong quần chúng, nên Viện Kiểm sát xét thấy cần có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội mới đủ răn đe. Viện Kiểm sát đang luận tội các bị cáo khác trong vụ án. Nhận hối lộ, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Trung ương khai trừ ra khỏi đảng ngày 21 tháng 3. Quốc hội khóa 15 đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét quyết định về công tác nhân sự. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Lan là cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Nghị quyết nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và bà Hoàng Thị Thúy Lan theo trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp về quyết định khai trừ khỏi đảng đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Cả hai bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Cùng bị tạm giam về tội danh này còn có ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, và ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi. Hiện 15 người đã bị bắt, trong đó riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Mai Lâm, tỉnh Vĩnh Long, bị điều tra tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Theo người phát ngôn Bộ Công an, Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoạt động từ năm 2004 trong phạm vi cấp huyện. 11 năm sau, Phúc Sơn vươn lên mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình trên khắp cả nước. Hiện có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Ở vụ án đang điều tra, cảnh sát mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, song xác định Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, quê Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ cao đẳng sư phạm, cử nhân luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Xuất thân từ giáo viên cấp 2, bà Lan sau đó giữ nhiều chức vụ trong tổ chức đoàn, rồi làm trưởng ban dân vận, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 2 năm 2015 đến khi bị bắt, bà làm bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đầu năm 2021, bà Thúy vướng lùm xùm khi con gái Trần Huyền Trang, 31 tuổi, được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện sai phạm, con gái bà Lan đã rút quyết định bổ nhiệm. Bà Lan là bí thư tỉnh ủy đương nhiệm thứ 5 bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Trước đó, vào tháng 7 năm 2021, bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả chức vụ trong đảng, sau đó lĩnh 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cuối năm 2022, bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khai trừ ra khỏi đảng. Gần một năm sau, ông Thăng lĩnh 5 năm tù do nhận 4 tỷ đồng và chỉ đạo làm trái quy định đấu thầu trong vụ Việt Á. Tháng 10 năm 2023, bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị cách tất cả các chức vụ trong đảng do kê khai nguồn gốc tài sản không trung thực, sau đó bị tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong vụ án Tổng Công ty Xây dựng Công trình Đô thị, Công ty Xuyên Việt. Tháng 1 năm 2024, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị khai trừ ra khỏi đảng sau khi bị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến việc chỉ đạo giải quyết công việc liên quan đến siêu dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng. Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, bà Võ Thị Ánh Xuân được Bộ Chính trị phân công giữ quyền Chủ tịch nước sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Việc này căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và kết luận của Bộ Chính trị về phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2021 đến 2026, bà Xuân được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Tháng 1 năm 2023, bà giữ quyền Chủ tịch nước trong hơn một tháng, từ lúc Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho đến khi bầu ông Võ Văn Thưởng đảm nhiệm cương vị. Bà Võ Thị Ánh Xuân, 54 tuổi, quê huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cử nhân sư phạm hóa học, thạc sĩ chuyên ngành quản lý công. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12, 13, khóa 11 dự khuyết, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Bà Xuân xuất thân là giáo viên cấp 2 ở thị xã Long Xuyên, sau đó kiêm qua nhiều chức vụ phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, bí thư tỉnh ủy Tân Châu, phó chủ tịch tỉnh, phó bí thư, rồi bí thư tỉnh ủy An Giang. Tháng 4 năm 2021, bà được Quốc hội bầu làm phó chủ tịch nước ở tuổi 51, trở thành phó chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử. Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đó đánh giá bà Võ Thị Ánh Xuân đã thể hiện được năng lực qua nhiều vị trí công tác và hội tụ đủ năm chữ T bao gồm trí tuệ, tự tin, trẻ đẹp, tiến bộ và thành công. Trong gần 3 năm giữ cương vị Phó Chủ tịch nước, bà Xuân có nhiều chuyến công du đến các nước như Bulgaria, Hy Lạp,
Bồ Đào Nha, Kazakhstan, tham dự hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021-2023 tại Bồ Đào Nha và UAE. Trên cương vị quyền chủ tịch nước tháng 2 năm 2023, bà đã trao quyết định bổ nhiệm 13 đại sứ mới ở Việt Nam và nước ngoài.